như một cú nổ bùm. Đấy là mình có một cái phương pháp gọi là 20 lần chạm kiến thức để in dấu tiếng Anh. Tức là theo cái phương pháp này đấy, để đưa một cái kiến thức tiếng Anh mới vào trí nhớ dài hạn và sử dụng được cách thành thạo, thì bạn phải áp dụng cái kiến thức thực tế đấy ít nhất là 20 lần. Tuy nhiên cái vấn đề của chúng ta là không phải ai cũng đủ thời gian để áp dụng các kiến thức mới tới tận 20 lần. Cái nền tảng học tiếng Anh mà gần đây thì mình thử, nó là nền tảng online, có 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết dành cho những người đi làm bận rộn. Và cái nền tảng này có một cái đặc điểm, nó sẽ thay đổi hoàn toàn cái suy nghĩ của bạn về việc học tiếng Anh. Tên là Native X. Native X thì giúp cho bạn rút ngắn khoảng 1/2 thời gian học, nhưng mà nhớ lâu hơn gấp đa lần. Chính là cái phương pháp mà mình vừa nhắc đến là 20 lần chạm kiến thức. Các kiến thức mới thì sẽ được áp dụng đến 20 lần trong nhiều các tình huống khác nhau. Thông qua việc đưa kiến thức này vào xuyên suốt quá trình học tập trên Native X, gồm có là mình sẽ khám phá, mình sẽ làm quen, mình sẽ thực hành với giáo viên ở nước ngoài, mình sẽ củng cố, đánh giá và thực hành mở rộng tiếp. Và cái lớp học này thì nó chỉ có khoảng từ 3 đến 6 học viên cùng với giáo viên nước ngoài. Và đặc biệt là vì học trực tuyến cho nên bạn có thể rất là linh hoạt trong cái việc là đặt cái lịch học mọi lúc mọi nơi. Và đây là một cái giải pháp tiếng Anh thì mình nghĩ là tối ưu nhất ở cái thời điểm này. Bạn có thể ghi nhớ là Native X dành cho người đi làm bận rộn nhá. Mình muốn nhấn mạnh vào việc này bởi vì quan trọng nhất là việc bạn tiết kiệm thời gian, vừa học thoải mái này và không tốn quá nhiều công sức nỗ lực, nhưng mà cái hiệu quả mang lại thì rất là cao. Khi mà xem cái video này thì mình có thể để một ít đường link ở dưới là sẽ học thử miễn phí với giáo viên nước ngoài ngay trong cái tháng này. Thì mình cứ thử đi và thử xem là có giống phiền mình, và biết đâu thế giới mới đã mở ra với mình như thế đấy.